những đại gia lừng lẫy một thời vì đâu ngã ngựa. Trong mấy năm gần đây, hàng loạt các ông trùm ngành ngân hàng vướng vào vòng lao lý. Mới đây nhất là nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Đông Á Banh. Ông bầu Nguyễn Đức Kiên, kinh doanh trái phép, trốn thuế. Chiều tối 20 tháng 8 năm 2012, ông Nguyễn Đức Kiên, bầu Kiên, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về hành vi kinh doanh trái phép theo điều 159 Bộ luật hình sự. Trong quá trình điều tra, ông Kiên còn bị cáo buộc với nhiều tội danh khác. Kết thúc quá trình xét xử, bầu Kiên bị tuyên án 30 năm tù cho 4 tội danh: kinh doanh trái phép, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. Từ năm 2007 đến năm 2012, Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng 5 công ty: BNB, AFG, ACBI, ACI, ACISN kinh doanh vàng, kinh doanh tài chính với tổng số tiền gần 21.500 tỷ đồng. Tại Thiên Nam, dù không được cấp phép kinh doanh vàng, nhưng bầu Kiên vẫn chỉ đạo thực hiện các giao dịch với số vàng lên tới 75.000 ounce thông qua tài khoản ACB, dẫn tới lỗ hơn 433 tỷ đồng. Việc kinh doanh tại công ty BNB, dù tiền lãi thu về lên đến 68,8 tỷ đồng, nhưng khi quyết toán chỉ kê khai 688 triệu đồng, trốn thuế 25 tỷ đồng thông qua việc chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp sang cho cá nhân. Với ngân hàng ACB, khi cổ phiếu giảm mạnh, Bộ Kiên thường trực hội đồng quản trị ACB đã bàn với nhau dùng tiền ngân hàng này thông qua công ty ACBS, công ty chứng khoán do ACB sở hữu 100% vốn, để mua cổ phiếu của ACB. Từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 11 năm 2011, do ACB dư tiền tồn đọng, không có chỗ đầu tư, Nguyễn Đức Kiên cùng một số thành viên hội đồng quản trị đã chủ trương để ACB ủy thác nhân viên gửi tiền vào các ngân hàng khác để hưởng lãi. Ngoài ra, Bộ Kiên trên cương vị chủ tịch hội đồng quản trị công ty ACBI đã chỉ đạo nhân viên lập khống biên bản họp và quyết định của hội đồng quản trị công ty để bán lại hơn 22 triệu cổ phiếu cho công ty cổ phần thép Hòa Phát với giá 264 tỷ đồng, dù số cổ phiếu này đã được ACBI thế chấp cho ACB. Hà Văn Thắm, cho vay không thế chấp, huy động lãi vượt trần. Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét nơi làm việc của ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, Oceanbank, liên quan đến việc làm thất thoát 500 tỷ đồng, vượt lãi suất trần tiền gửi, gây thiệt hại gần 990 tỷ đồng. Ông Thắm bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái phép quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Trong quá trình điều hành Oceanbank giai đoạn từ 2011 đến 2014, ông Thắm đã chỉ đạo ban tổng giám đốc cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Trung Dung vay vốn dù doanh nghiệp này không đảm bảo các điều kiện vay vốn cũng như không có tài sản đảm bảo. Hành vi này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân hàng này 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dù hiểu biết các quy định của ngân hàng nhà nước về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối, nhưng ông Thắm vẫn chỉ đạo chi tiền ngoài lãi suất huy động với khách hàng gửi tiền tại Oceanbank, gây thiệt hại gần 990 tỷ đồng. Trong đó, số tiền ông Thắm và ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Oceanbank huy động của khách hàng thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được hưởng ưu đãi lãi suất đã khiến Oceanbank thiệt hại 550 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống này cũng đưa chủ trương thu phí của khách hàng vay vốn và khách hàng mua ngoại tệ thông qua công ty BSC do ông Thắm chỉ đạo điều hành, dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng gần 71 tỷ đồng. Phạm Công Danh mua ngân hàng vì nhắm đến bất động sản, chỉ lãi vừa trần. Sáng 19 tháng 7 năm 2016 vừa qua, đề án 9.000 tỷ đồng của Phạm Công Danh và 36 đồng phạm đã được đưa ra xét xử. Đây là đề án làm thất thoát, gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Trong vụ án này, ông chủ một thời Phạm Công Danh đã bị tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù, mức án cao nhất của hình phạt có thể hạn. Trước đó, dù biết ngân hàng Đại Tín Stratbank bị ông chủ sở hữu là 2.800 tỷ và lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng, 95% dư nợ xấu không có khả năng thu hồi, song Danh vẫn tung tiền ra nhằm giải cứu vì nhắm vào khối tài sản ở nhà bè được ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Thế nhưng bất động sản nằm bất động, khi tiếp quản ngân hàng, ông đã phải sử dụng đến tài sản cá nhân cũng như bán nhiều tài sản tại tập đoàn Thiên Thanh nơi ông làm chủ tịch để lấy tiền trả nợ, chăm sóc khách hàng. Khi tài sản không thể lấy ra, nợ không thể thu hồi, bị rơi vào vòng luẩn quẩn, để duy trì hoạt động ngân hàng, ông đã phải trả lãi suất ngoài vượt trần quy định để vay tiền các nhóm khách hàng lớn, trong đó có nhóm Trần Ngọc Bích, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hiệp Phát. Đồng thời, chỉ đạo đoàn lãnh đạo cấp dưới ra chủ trương làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế cũng như trong hoạt động tín dụng để rút tiền của VNCB thông qua các hợp đồng khống. Tổng cộng, ngân hàng đã bị thất thoát 9.000 tỷ đồng. Đến tháng 7 năm 2014, ông Danh và nhiều thuộc cấp bị bắt. Trần Phương Bình, giày chân vì vàng. Tối ngày 10 tháng 12 năm 2016, ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc Đông Á Banh bị bắt về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay.
Những sai phạm của ông Bình diễn ra từ những giai đoạn trước năm 2012, có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của Đông Á. Trước đó, ngày 14 tháng 8 năm 2015, Đông Á bị Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt, đồng thời đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của ông Bình. Qua tiến hành kiểm tra quỹ tiền ngân hàng hồi tháng 8 năm 2015, phát hiện quỹ hội sở và quỹ sở giao dịch bị thiếu hụt hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài số tiền trên, còn có hơn 62.000 lượng vàng không cánh mà bay. Nguyên nhân là do ông Bình đã dùng tiền của ngân hàng để kinh doanh bất động sản. Năm 2007, công ty TT ký hợp đồng với công ty EL và công ty SL, Đông Á Bank đã bảo lãnh hợp tác đầu tư. Tổng giá trị hợp đồng này là 100 triệu USD. Đến năm 2008, dự án này đầu tư không hiệu quả nên công ty EL và SL yêu cầu công ty TT trả lại 100 triệu USD. Sợ bị mất uy tín nên ông Bình nhờ người của mình đứng ra vay tiền của Đông Á Bank để lấy tiền mua lại cổ phần, tài sản của công ty TT ở các công ty khác mà công ty TT đầu tư. Ông Bình cũng chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục cho công ty TT vay tiền của Đông Á Bank để công ty trả nợ cho công ty EL và SL. Khi quỹ của Đông Á Bank cạn kiệt, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất hơn 60.000 lượng vàng của khách hàng gửi tại Đông Á Bank mang đi bán, lấy tiền trả nợ các khoản vay và lãi trước đó. Vì sao các cô gái mê đàn ông 70 như Hoàng Kiều? Tại Việt Nam, báo chí đang nóng tin đồn Ngọc Trinh yêu tỷ phú Hoàng Kiều, già hơn cô 45 tuổi. Vậy lý giải gì cho sức hút của những người đàn ông này khiến các bóng hồng mê mệt? Họ không để tâm tới cuộc chơi. Khó mà nói họ nhàm chán, họ có thể dí dỏm, thú vị hay là khó tính. Vấn đề ở chỗ, họ sẽ không ngồi nhòm vào chiếc điện thoại và trông chờ cuộc gọi của người phụ nữ. Họ có một thế giới cũ cuốn hút. Không có gì làm tan chảy trái tim của một phụ nữ hơn người đàn ông biết giữ lại những điều xưa cũ. Đơn giản chỉ là kéo chiếc ghế, tặng hoa hay đặt một nụ hôn lên má. Hài lòng phụ nữ trốn phòng the, những người đàn ông lớn tuổi biết rõ điều này. Họ hiểu người phụ nữ muốn gì cũng như cơ thể đối tác đòi hỏi ra sao. Họ đã trải qua nhiều điều thực tế trong chuyện ấy. Họ thông minh và khôn ngoan. Với tất cả những năm tháng cuộc đời đã đi, họ sẽ thông minh hơn nhiều những gã trai trẻ thích tán dóc hay gật gù với ly bia. Hãy đối mặt với điều này thay vì tranh cãi. Đàn ông lớn tuổi khôn ngoan hơn. Người ta thường ngớ ngẩn khi còn trẻ và phụ nữ thì không thích chờ đợi các bé trai lớn lên. Họ không cố thay đổi một phụ nữ, trong khi tất cả mọi người thích một người phụ nữ thời trang và xinh đẹp, thì người đàn ông lớn tuổi không muốn bản thân quỵ lụy quá mức vào sơn móng tay của một cô gái hay vài sợi tóc trắng. Họ quan tâm nhiều hơn với những gì nằm bên trong và chấp nhận sự không hoàn hảo của một người phụ nữ. Khác với trai trẻ, họ không cố gắng để thay đổi người phụ nữ mà họ yêu. Họ không phải là người phán xét. Ý thức trách nhiệm, những người đàn ông lớn tuổi thường giữ một hình ảnh vững vàng, uy quyền trong tâm trí của người phụ nữ. Cho dù đó là quyết định về nơi ăn ở trong kỳ nghỉ, họ làm tốt điều này khiến phụ nữ có cảm giác an toàn và được bảo vệ. Những lời hứa không được nói ra quá nhiều, nhưng phụ nữ tin họ sẽ có mặt trong những lúc khó khăn. Điều này đủ để làm cho trái tim phụ nữ tan chảy. Họ có cuộc trò chuyện thú vị. Sự khôn ngoan và từng trải thường đi kèm với khả năng tổ chức một cuộc trò chuyện thú vị trong hơn 30 phút. Và những cuộc trò chuyện này không nhất thiết phải đề cập đến quan hệ tình dục. Có sự nghiệp, phần lớn sự nghiệp của họ đã ổn định, tài chính vững vàng và lời hứa về một cuộc sống bình ổn không phải là điều khó khăn. Cư xử tốt hơn với phụ nữ. Một trong những khác biệt lớn giữa người đàn ông lớn tuổi với chàng trai trẻ là cách họ đối xử với những người phụ nữ trong cuộc sống của mình. Họ hiểu phụ nữ tốt hơn, nhạy cảm hơn với cảm xúc và nhu cầu của phụ nữ. Họ biết câu trả lời hoàn hảo cho những câu hỏi như trông em béo lên à. Họ không mở lớp chấm điểm. Những người đàn ông lớn tuổi không còn phù phiếm với thế giới. Họ không cần khoe khoang bạn gái xinh đẹp hay con cái tài giỏi. Họ chỉ muốn dành một buổi tối yên tĩnh với người phụ nữ của họ. Và không có gì là an ủi nhiều hơn với một người phụ nữ là đôi mắt của người đàn ông chỉ dành cho cô ấy. Họ biết những gì họ muốn và không ngại nói ra. Cho dù đó chỉ là hẹn hò bình thường hay một mối quan hệ nghiêm túc, họ biết những gì họ muốn từ một người phụ nữ và thể hiện điều đó mà không quanh co. Phụ nữ đánh giá cao sự trung thực của người đàn ông bất kỳ lúc nào. Tình tin đồn siêu tỷ phú của Ngọc Trinh có 5 con và ly dị 2 lần. Thành công giàu có trong sự nghiệp, nhưng tỷ phú Hoàng Kiều có nhiều sóng gió trong hôn nhân. Ông lập gia đình từ khá sớm, khi 32 tuổi, đại gia Hoàng Kiều đã có 5 người con. Tính đến nay, vị tỷ phú này đã ly dị 2 lần và hiện tại đang độc thân. Rất hiếm khi ông Hoàng Kiều chia sẻ về cuộc sống riêng tư trên báo chí. Ông thường nói về những thất bại và chia sẻ kinh nghiệm trong công việc kinh doanh. Việc Hoàng Kiều yêu ai sau những đổ vỡ trong hôn nhân và ai lọt vào mắt xanh của ông vẫn luôn là một ẩn số. Bởi vậy, thông tin úp mở về việc vị tỷ phú này đang yêu Ngọc Trinh được coi là sự kiện chấn động showbiz Việt. Ngoại trừ khoảng cách chênh lệch tuổi tác lên tới 45 tuổi, còn lại cặp đôi Hoàng Kiều Ngọc Trinh đúng là trai tài gái sắc. Và trên mạng xã hội, thay vì ném đá, còn bày tỏ sự ủng hộ cho nữ hoàng bikini. Trước Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều từng có dịp làm việc với các chân dài như Hoa hậu Jennifer Phạm, Người đẹp Hương Giang, Á hậu Teresa Sam, Á hậu Kiều Khanh,
Hai hoa hậu nước ngoài được vị đại gia này ưu ái chính là Trương Tử Lâm, Trung Quốc và Ksenia Sukhinova, Nga. Đích thân tỷ phú Hoàng Kiều từng tháp tùng hai người đẹp Trương Tử Lâm và Ksenia Sukhinova sang Việt Nam để tham gia các công việc từ thiện. Họ từng đến nhiều tỉnh thành gặp gỡ, trao quà tận tay cho những người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong lần hiếm hoi tiếp xúc với báo chí tại sân bay khi đưa Sukhinova, Hoa hậu Thế giới 2008 đến Việt Nam, khi nhận được câu hỏi vì sao đưa các người đẹp thế giới đến Việt Nam, vị tỷ phú này cho biết: "Tôi là người yêu cái đẹp và sẵn sàng làm mọi thứ vì cái đẹp." Năm 2010, tỷ phú Hoàng Kiều từng nuôi ý định mang cuộc thi Hoa hậu Thế giới về Việt Nam. Tuy nhiên, ý định này của ông đã không thể thành công. Năm 2014, khi có mặt tại một buổi tiệc khai trương, ông Hoàng Kiều xuất hiện bên nữ diễn viên Lý Băng Băng và một phụ nữ xinh đẹp. Tờ Napavali tiết lộ cô gái trẻ xinh đẹp chính là vợ của đại gia Hoàng Kiều. Cô đã ở bên ông trong nhiều hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, về phía tỷ phú Hoàng Kiều không bận tâm trước thông tin này và ông vẫn dành thời gian cho công việc của mình. Kết hôn với tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh trở thành bà chủ của cơ ngơi triệu đô ở Mỹ. Liệu Ngọc Trinh có được trở thành bà chủ của cơ ngơi triệu đô này sau khi kết hôn với tỷ phú Hoàng Kiều? Sau hồi nào lộ danh tính bạn trai đại gia Ngọc Trinh, người ta bắt đầu săn lùng tỷ phú Hoàng Kiều, 72 tuổi. Ông sở hữu một khối tài sản khiến giới nhà giàu Mỹ phải ngả mũ. Theo thống kê mới nhất trên trang web Forbes tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2016, tỷ phú Hoàng Kiều sở hữu khối tài sản là 3,6 tỷ USD, xếp thứ 214 trong tổng số 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Cơ ngơi hoành tráng của tỷ phú Hoàng Kiều khiến nhiều người mơ ước. Trong số những tài sản ông Hoàng Kiều sở hữu, có một hãng rượu vàng đỏ tại thung lũng Napa thuộc bang California của Mỹ, nơi chủ yếu cung cấp sản phẩm cho Trung Quốc. Mà người đẹp Lý Băng Băng từng làm gương mặt đại diện cho nhãn hiệu này. Không gian bên ngoài căn biệt thự được xếp những bộ bàn ghế thẳng hàng tăm tắp như một công viên thu nhỏ. Bên ngoài căn biệt thự được trồng khá nhiều loại cây và rau sạch. Cơ ngơi triệu đô của tỷ phú Hoàng Kiều. Có hướng nhìn khá đẹp, không khác gì một trang trại rộng lớn. Liệu Ngọc Trinh có được trở thành bà chủ của cơ ngơi triệu đô này sau khi kết hôn với tỷ phú Hoàng Kiều? Tuổi thơ cơ cực của tỷ phú Hoàng Kiều, bạn trai mới Ngọc Trinh. Ít ai biết rằng tỷ phú Hoàng Kiều phải trải qua tuổi thơ cơ cực ở Việt Nam. Ông sinh năm 1944 tại một vùng quê nghèo tại Bích Khê, Quảng Trị. Tuổi thơ gắn liền với những khó khăn và bữa cơm ăn không đủ no. Hoàng Kiều từ tuổi thơ cơ cực đến khi thành tỷ phú đấu giá chai rượu vang 1 triệu USD. Năm 5 tuổi, Hoàng Kiều chuyển vào Sài Gòn sống cùng người chú là Hoàng Thi, lúc đó là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Cũng nhờ sống với chú mà Hoàng Kiều được học tập đầy đủ hơn và xuất sắc vào đại học chuyên ngành khoa học. Đến năm 1975, Hoàng Kiều đã cùng gia đình di cư sang Los Angeles, Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới không hề dễ dàng. Tại đây, Hoàng Kiều ngày đó tự tin đi xin việc mọi nơi với sự ham học hỏi của mình. Hoàng Kiều được nhận vào làm nhân viên tại Abbott với mức lương chỉ 1,25 USD trên giờ. Sau đó với những đóng góp cho công ty, ông được thăng chức lên vị trí giám sát, rồi dần dần lên quản lý. Cuối cùng Hoàng Kiều lên chức giám đốc phụ trách kiểm tra các mẫu huyết tương. Cũng lúc đó, ông đã được cơ quan thực phẩm, dược phẩm Mỹ cấp giấy chứng nhận vì phòng thí nghiệm huyết tương đạt chuẩn. Đó là bước đệm vững chắc để ông bước chân vào nghiên cứu bệnh viêm gan B. Với trầm nguồn sống, đừng bán kiến thức của mình với giá rẻ mạt, Hoàng Kiều đã quyết định tự lập công ty chuyên nghiên cứu về huyết tương mang tên Ray Antibody Antigen Supply AAS. Sau đó Hoàng Kiều mua thêm nhiều trung tâm khác và đến năm 1985, ông đã sở hữu 11 trung tâm huyết tương nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Với mong muốn được phát triển xa hơn trên toàn cầu, Hoàng Kiều đã chọn thị trường Trung Quốc mà ít doanh nghiệp Mỹ nghĩ tới vào một thời điểm rất chính xác. Đó là khoảng thời gian ở Trung Quốc, bệnh viêm gan B bùng phát khiến 300.000 người mắc bệnh. Bắt được cơ hội, ông Hoàng Kiều đã cùng Trung tâm Huyết học Thượng Hải mở công ty Shanghai AAS để cung cấp loại thuốc chứa các chất chính tạo nên huyết tương mang tên Onbu AAS cùng những loại thuốc từ huyết tương khác. Nhờ loại thuốc này mà căn bệnh viêm gan B bị đẩy lùi. Ngày nay, nhu cầu sử dụng sản phẩm này của Trung Quốc ngày càng nhiều, thậm chí Shanghai AAS còn không sản xuất kịp để phục vụ cho một tỉnh của Trung Quốc. Đó là thị trường ở Trung Quốc, còn bên Mỹ thì Hoàng Kiều tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực sản xuất rượu vang. Vào tháng 11 năm 2014, Hoàng Kiều cho khánh thành hãng rượu Michael Madavi Family và mời Lý Băng Băng làm gương mặt đại diện. Với những thành công đó, hiện tỷ phú Hoàng Kiều đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ hơn 3,8 tỷ USD và đứng thứ 149 trong 400 tỷ phú giàu nhất thế giới. Được biết khối tài sản của ông chủ yếu đến từ công ty Shanghai AAS với doanh thu 214 triệu USD và vốn hóa 17,7 tỷ USD. Không chỉ vậy, công ty này của ông còn được chọn vào danh sách 200 doanh nghiệp doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á và xếp thứ 20 trong danh sách những công ty sáng tạo nhất thế giới. Không chỉ được biết đến là một doanh nhân tài giỏi, Hoàng Kiều còn là một nhà từ thiện tích cực. Ông đã từng lập kỷ lục đấu giá 1 triệu USD cho chai rượu vang Audition Napa Valley để làm từ thiện. Tỷ phú Mỹ gốc Việt này vẫn nhớ tới quê hương, nơi trên rau cắt rốn của mình.
Hoàng Kiều thường xuyên về Việt Nam để mang công sức của mình giúp người dân nghèo bớt khổ. Ngọc Trinh dùng vũ khí này để đốn gục trái tim tỷ phú Hoàng Kiều, 72 tuổi. Không thể phủ nhận được, Ngọc Trinh ngày càng xinh đẹp và trưởng thành. Tỷ phú Hoàng Kiều có lẽ là người bạn trai may mắn khi chinh phục được trái tim người đẹp. Sau khi cộng đồng mạng xôn xao bạn trai đại gia của Ngọc Trinh chính là Hoàng Kiều, tỷ phú người Việt giàu nhất thế giới, 72 tuổi, thì nữ hoàng nội y chính thức lên tiếng phản hồi rằng cô xin phép không trả lời gì ngay lúc này. Những gì cần chia sẻ tôi đã nói. Người đẹp muốn tình cảm ổn định và chắc chắn, cô sẽ chia sẻ nhiều hơn và có thể công khai. Chia sẻ về người đặc biệt, Ngọc Trinh cho biết người yêu cô lớn tuổi rồi. Gu của cô là người đàn ông lớn tuổi, chững chạc, có thể là chỗ dựa vững chắc, an toàn cho người đẹp. Đến với người trẻ, họ sẽ có nhiều thú vui thích khám phá bên ngoài. Còn đàn ông lớn tuổi sẽ không ham vui hay ra ngoài tìm người khác, mà chỉ dành tình cảm cho mình thôi. Nhiều người tò mò không hiểu Ngọc Trinh đã làm cách nào để đốn gục được trái tim người đàn ông Việt giàu nhất thế giới như Hoàng Kiều. Tuy nhiên, trong những bài phỏng vấn trước, cô gái sinh năm 1989 cho biết đó là bởi cô đẹp, ngoan, thật thà và đặc biệt rất trung thủy. Không chỉ vậy, trước đây còn tự tin rằng bạn trai khó có thể kiếm được người phụ nữ nào giống như cô ở thời điểm hiện tại. Ngọc Trinh thừa nhận có lẽ bạn trai yêu cô vì sự thật thà và dễ thương. Anh bảo nhìn cô ăn uống, hành động thường ngày hậu đậu nhưng rất đáng yêu. Anh không ngờ cô gái 27 tuổi như bà chủ thời trang đây mà trong sáng nói chuyện thật thà như thế. Thực tế không ai khen cô khéo léo, thông minh mà chỉ khen cô thật thà hậu đậu. Đồng thời, nữ hoàng nội y cũng tiết lộ cô quen với bạn trai mới ở Mỹ qua lời giới thiệu của người thân. Còn theo quan điểm của bạn, vũ khí nào đã khiến Ngọc Trinh đốn gục trái tim tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi? Hãy cho chúng mình biết ý kiến ở bình luận phía dưới nhé. Đừng quên subscribe kênh để có thể theo dõi những thông tin mới nhất.